biên tập viên xinh đẹp lé lộ góc nhìn netizen Trung Quốc, Việt Nam có thay thế được họ không? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Tại sao Made in Việt Nam không thể thay thế được Trung Quốc? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Việt Nam không có nguyên liệu, họ đều nhập nguyên liệu từ Trung Quốc và dựa vào Trung Quốc để lắp ráp và xuất khẩu. Nhiều người sang đó đã mở nhà máy để đáp trả thuế quan. Đúng vậy, nguyên liệu hồi đó của ta cũng được nhập khẩu từ Hồng Kông, hơn một nửa trong số đó được gia công bằng nguyên liệu được cung cấp. Sẽ rõ hơn nếu bạn đọc những bài viết về sự phát triển của thâm quyến những năm 1980. Tôi mua một đôi Nike của Việt Nam với giá hơn 1.800 nhân dân tệ, nửa năm sau nó hỏng. Tôi rất thích đôi giày này, nhưng chất lượng quá kém nên tôi không muốn bỏ tiền ra mua một đôi Putian khác. Dùng Nike đã 3 năm rồi và chúng không đủ tốt. Tôi đã leo núi không biết bao nhiêu lần và chất lượng rất tệ. Mặc dù vậy, các nhà sản xuất lớn sẽ không quay trở lại nước ta nữa. Tại sao? Chi phí lao động của ta quá cao. Điện hạt nhân sẽ là chiến lược phát triển của Việt Nam. Theo thời gian, những vấn đề này có thể được giải quyết. Về cơ bản, hầu hết các bằng sáng chế công nghệ liên quan đến điện đều là của Trung Quốc. Việt Nam có năng lực sản xuất giá rẻ nhưng chưa có năng lực tự sản xuất. Chúng ta bây giờ không có lợi thế về số lượng lớn nhân lực, chỉ có lợi thế về công nghệ và quân sự. Tôi không biết trước đây tôi đã có bao nhiêu ông chủ, nhưng chi phí tuyển dụng ở đó chưa đến 2.000 mỗi tháng. Quốc gia không sản xuất được điện vẫn muốn trở thành công xưởng của thế giới. Các bạn nên nhớ 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây. Nhà máy của chúng tôi sẽ chuyển về Việt Nam vào chiều mai. Việt Nam có thể hấp thụ được nhiều nhà máy như vậy không? Nếu chuyển về vào nửa cuối năm sau, chúng tôi sẽ lỗ một số tiền. Lao động của chúng ta không đủ rẻ sao? Lương cao của chúng ta là do làm thêm giờ. 8 giờ chỉ có 3-4.000 tệ thôi. Họ rất hạnh phúc với mức lương của mình. Công tắc điện đã quyết định tất cả, đừng mơ tới điều đó. Thông tin bên lề, Việt Nam thuộc về lưới điện phía Nam Trung Quốc từ xa xưa. Nguyên liệu, linh kiện, nguồn điện, máy móc, thiết bị gia công đều nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ có nhà máy đất đai và nhân công giá rẻ như vậy là chưa đủ. Những năm đó, Quảng Tây chúng tôi luôn bị cắt điện. Đây có phải là lý do tại sao ta xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai ở đây? Đúng. Sau này tôi mới biết. Lúc đó chúng tôi luôn phải chịu sự phân bổ điện năng, điều này rất khó chịu. Các kỹ sư ở đâu ra? Ở Trung Quốc, chúng tôi gọi họ là thợ sửa chữa máy móc. Tôi là thợ sửa máy tại một xưởng may. Mức tiêu thụ ở đây cao và lương công nhân địa phương là 3-4.000 tệ. 3 hoặc 4.000 được coi là tốt, nhưng nhiều người chỉ có 1 hoặc 2.000. Giá thuê nhà xưởng ở Việt Nam hiện đắt hơn ở Trung Quốc. Tôi đang thực hiện một dự án ở Myanmar. Người Miến Điện mất 3 ngày để làm công việc tương tự, nhưng tôi đã hoàn thành nó trong một ngày. Nhiều nhà máy của chúng tôi đã chuyển đến Việt Nam. Ngành sản xuất tại Trung Quốc phải mất gần 20 năm mới hình thành được. Nói trắng ra thì đó là một nhà máy gia công của Trung Quốc. Ban đầu, một số người dân làng của tôi đến đó để mở nhà máy. Do họ có diện tích đất nhỏ, tài nguyên khan hiếm, dân cư đông đúc, đất nước dài và hẹp, chỉ có bờ biển là lợi thế. Lao động ở Trung Quốc có rẻ không? Ai đã nói vậy? Giá lao động Việt Nam 1.500 đến 2.000 tệ liệu có thuê được lao động Trung Quốc không? Vậy hãy cho tôi biết bạn làm việc bao nhiêu giờ một ngày? Và bao nhiêu ngày trong một tháng ở Trung Quốc? Ở quận nhỏ của chúng tôi, mức lương khoảng 2.000 tệ và thời gian làm việc dao động từ 10 đến 14 giờ. Đúng vậy. Và mức tiêu thụ của Việt Nam không thể so sánh được với Trung Quốc. Công xưởng của thế giới cần sự hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng khổng lồ, ở Việt Nam không có cách nào thay thế được. Bạn có nghĩ rằng Hoa Kỳ cho phép Việt Nam phát triển không? Đồ của họ không thể vừa rẻ vừa tốt. Chỉ có Trung Quốc mới dễ quản lý, thuận tiện và tương đối rẻ. Dân số họ quá nhỏ để tạo nên sự khác biệt. Việt Nam làm sao có thể so sánh được với Trung Quốc? Nước này không đủ điện. Người Trung Quốc trung thực hơn. Người Trung Quốc là khôn ngoan nhất. Trẻ con đều biết vậy. Không nước nào trên trái đất này có thể lặp lại quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho phép một quốc gia công nghiệp hóa như thế này nữa. Du lịch ở Việt Nam rất tốt, mọi thứ đều rẻ và không khí trong lành. Con đường đầy quán cà phê, quán bar, massage. Họ chỉ tương đương với một tỉnh ở Trung Quốc. Họ có đường bờ biển dài như vậy, nó sẽ xây dựng 1.500 km đường sắt cao tốc, tương đương với hơn một nửa diện tích của Trung Quốc. Trung Quốc mạnh vì có những con người giỏi nhất và mạnh nhất thế giới. Trang thiết bị cơ bản của Việt Nam chưa đầy đủ, điện phải mua từ Trung Quốc. Một ông chủ chuyển đến Việt Nam 10 năm trước và sau đó rất hối hận. Họ nói rằng họ không thể theo kịp khía cạnh linh kiện. Bạn đã nhầm.
Việt Nam không có công nghiệp chứ đừng nói đến một nước công nghiệp. Ngay cả một nơi lớn như tỉnh Phúc Kiến cũng không có đẳng cấp như vậy. Chủ yếu là do dân số họ không lớn thôi. Không nước nào có thể thay thế vị thế công xưởng của thế giới của Trung Quốc. Đừng nhầm, nếu bạn không làm điều đó, người khác sẽ làm. Có vẻ như những nhà máy đó vẫn chưa chuyển về ta. Hầu hết họ đã chuyển về. Hầu hết các nhà máy chuyển về đều nằm ở khu công nghiệp Giang Môn. Những công ty nào vậy? Quảng Tây đã đóng cửa lưới điện và họ không có điện. Kênh Phù Nam vẫn được đào sao? Tại sao ta không thể xem các báo cáo? Khi ta mới bắt đầu đào, tôi đã nhận được rất nhiều báo cáo trong một ngày. Chồng tôi được cử sang Việt Nam giải quyết vấn đề thiết bị, chẳng trách lại vậy. Thật trùng hợp, bạn trai tôi cũng sang Việt Nam làm bảo trì thiết bị. Thiết bị ở đó cần chúng ta điều chỉnh. Tất cả các nhà máy lớn ở đây đều đã chuyển về Việt Nam. Ở đây cũng có nhiều người chuyển đến Việt Nam và cũng có người chuyển đến Việt Nam, rồi dừng lại. Đó là hậu quả của việc chạy theo xu hướng. Các bạn đừng làm mất uy tín của Việt Nam, đường phố ở Việt Nam khá phồn thịnh, những người chưa từng đến đó thì không đủ tư cách để nhận xét. Đến nay, nhiều nhà máy xung quanh nơi tôi làm việc đã chuyển về Việt Nam. Nhiều bạn bè cho rằng Việt Nam rất tốt để phát triển. Nếu tốn nhiều công sức thì bạn có thể đến đó thử. Điều quan trọng nhất là các đơn hàng từ Trung Đông phải được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Nguyên liệu thô cũng phải được sản xuất tại Trung Quốc. Trí tuệ nhân tạo thấp có thể bù đắp những thiếu sót này của họ. Bạn có thực sự nghĩ đó là tiền lương giả tạo? Vấn đề chính là thuế quan. Bạn có thực sự nghĩ rằng các công ty trong nước đến đây vì họ quan tâm đến vấn đề lao động? Vấn đề chính là thuế quan. Tôi vừa nói, chúng ta là những công nhân cấp cao nhất. Bạn sẽ mệt mỏi hơn ai hết, lâu lắm rồi mà vẫn chưa có tiền phải không? Không ai có thể thay thế được ai. Người Việt Nam không thích bị gò bó, bạn biết đấy. Tương tự như châu Âu. Ngay cả việc bảo trì máy điều hòa trung tâm hàng ngày trong khách sạn cũng cần có những bậc thầy đến từ Trung Quốc. Muốn sống tốt thì không cần phải so sánh với các nước khác. Cuộc sống thực sự của nhân dân chúng ta là gì? Điện là ngưỡng cửa, cản đường nhiều nước muốn vào các nước công nghiệp phát triển, số nước có thể sản xuất, được bộ hoàn chỉnh các tổ máy nhiệt điện siêu tới hạn không khác gì một cái tát vào mặt và họ không còn dùng được nữa. Ngành sản xuất rời khỏi Việt Nam và không quay trở lại Trung Quốc, các bạn muốn khiếu nại điều gì? Nhiều nhà máy Việt được mở bởi lao động trong nước. Vậy tất cả họ đã đi đâu? Không có quốc gia nào trên thế giới mà người dân Trung Quốc siêng năng như vậy. Một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của Trung Quốc là sự làm việc chăm chỉ của toàn thể người dân. Là vì bạn muốn làm việc chăm chỉ chứ không đại diện cho người khác được. Tôi mua một bo mạch chủ Acer và nó được sản xuất tại Việt Nam. Chứng tỏ ngoài núi có núi khác, ngoài trời có bầu trời khác. Nhiều nhà máy ở Quảng Đông đang chuyển sang Việt Nam trong năm nay. Tôi cũng sẽ sang Việt Nam công tác vào năm sau. Một số người bạn của tôi đã chuyển đến Việt Nam để mở nhà máy. Nhiều thiết bị ngoại vi điện thoại di động trong nước đã mở nhà máy tại Việt Nam, trong đó có thêm nhiều mặt hàng quần áo. Ta chắc chắn là không thể thay thế nhưng sẽ không ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành sản xuất Việt Nam. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc, có thể thấy họ nhìn nhận Việt Nam với cả sự công nhận, lẫn hoài nghi về khả năng trở thành công xưởng của thế giới. Nhiều người cho rằng Việt Nam có tiềm năng nhờ lao động giá rẻ, vị trí địa lý thuận lợi và sự phát triển trong một số ngành như điện tử và dệt may. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu, linh kiện và thiết bị từ Trung Quốc, đồng thời còn hạn chế về cơ sở hạ tầng năng lượng và lực lượng lao động kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, một số ý kiến thể hiện sự thiếu hiểu biết thực tế, phóng đại vấn đề thiếu điện hoặc đánh giá Việt Nam chỉ ngang tầm một tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Chủ nghĩa dân tộc bảo thủ cũng được thể hiện rõ, khi nhiều người khẳng định Trung Quốc với chuỗi cung ứng bền vững, công nghệ hiện đại và tinh thần lao động chăm chỉ vẫn không thể bị thay thế. Từ góc nhìn này, có thể thấy netizen Trung Quốc thừa nhận Việt Nam có tiềm năng phát triển công nghiệp, nhưng cho rằng nước này cần nhiều nỗ lực hơn để vượt qua thách thức và đạt được vị thế đáng kể trên trường quốc tế.